Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu làm việc học tập trực tuyến của người dùng, nhiều nhà mạng đã triển khai các gói cước với nhiều quyền lợi viễn thông đặc biệt. Trong đó MobiFone đang triển khai gói cước OF70 bao gồm data truy cập internet và bản quyền Office 365 của Microsoft. Mobifone đang triển khai gói cước OF70, bao gồm data truy cập Internet và bản quyền Office 365 của Microsoft. Với 70.000 đồng một tháng, người dùng sẽ được trải nghiệm đầy đủ các ứng dụng bản quyền trong Office 365 A3, từ nhu cầu lưu trữ đám mây tới một tb cho tới soạn thảo, email, hội thảo video, lớp học với Microsoft Teams, các công cụ bảo vệ thông tin, quyền truy cập đầy đủ và các ứng dụng Office trên máy tính, cũng như các công cụ bảo mật và quản lý bổ sung. Ngoài 2GB tốc độ cao mỗi ngày, gói cước cũng đi kèm 95 phút thoại nội mạng, 20 phút thoại ngoại mạng, 50 SMS nội mạng, đảm bảo xuyên suốt toàn bộ các nhu cầu học tập, liên lạc, làm việc của người dùng.